Và sau đây là bài thời sự có từ đề Tàu Cộng yêu cầu Indo ngừng khoan dầu, chuyên gia nói không phải sợ của đài BBC. Đăng tải vào ngày 3 tháng 12, mời quý vị cùng chia sẻ. Tàu Cộng yêu cầu Indo ngừng khoan dầu, chuyên gia nói không phải sợ. Tàu Cộng đã gửi thư yêu cầu Indo ngừng khoan dầu và khí tự nhiên ở vùng lãnh hải mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết, lá thư từ một nhà ngoại giao tàu gửi tới Bộ Ngoại giao Indo nêu rõ yêu cầu Indo cần ngưng khoan dầu ở biển Natuna, vùng biển ở phía nam biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, một nghị sĩ Indo nói. Các nhà, nhà quan sát và chuyên gia về luật biển quốc tế nói Indo không cần phải sợ vì các hoạt động này diễn ra trong lãnh hải của chủ quyền của Indo theo luật quốc tế. Ngoài khơi, quần đảo Natuna là nơi Indo nói hoàn toàn thuộc vùng EEZ của mình theo Công ước Luật Biển 1982 Unclosed. Ông Mohamed Fahan, Nghị sĩ thuộc đảng Nasdim nói với BBC yêu cầu của tàu là nghiêm trọng. Và Indo sẽ không ngừng khoan dầu và sẽ tăng cường việc khai thác dầu và đánh bắt cá ở vùng này. Ông cho biết đảng của ông được biết về thư ngoại giao mà phía tàu gửi khi cơ quan an ninh hàng hải Indo thông báo rằng nhân viên tại giàn khoan dầu khí ở Lotuna, ngoài khơi quần đảo Natuna, cảm thấy bị đe dọa. Lo ngại xảy ra khi một số tàu Trung Quốc, trong đó có các tàu thăm dò tiến hành nghiên cứu khoa học ở vùng đặc khu kinh tế của Indo, đã vào vùng lãnh hải của Indo. Điều tra cho thấy tàu cộng đã gửi thư phản đối cho Indo đã có hai lá thư ngoại giao, một thư phản đối cuộc tập trận chung Garuda siêu giữa Mỹ và Indo và một thư phản đối sự tồn tại của giàn khoan. Ông mohamed Farhan nói với BBC News tiếng Indo hôm 2 tháng 12. Ông Farhan thừa nhận ông không biết chính xác ngày hai thư này được gửi thư vì chỉ có những ai có thẩm quyền ngoại giao mới có thể được xem. Nhưng dựa trên hai sự kiện mà tàu nhắc tới, ông Fahan ước tính rằng thư phản đối được gửi trong khoảng tháng 8 tới đầu tháng 9. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Indo đã gửi trả lời bằng một thư ngoại giao. Chính phủ gửi thư hồi đáp và nói rằng Indo không thể chấp nhận phản đối của tàu vì chúng tôi khoan dầu trong lãnh hại của Indo. Phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, nếu chúng tôi tập trận vì đó là vì chúng tôi không có hiệp ước quốc phòng với nước nào hết. Ông Phạm Hành nói, nghiêm trọng và không thể phớt lờ, ông cho rằng lá thư phản đối của Bắc Kinh là rất nghiêm trọng và không thể được phớt lờ. Ông cho rằng tàu cọc có động thái này là vì nước đã đang nỗ lực đẩy các tranh cãi về chủ quyền ở Biển Đông lên thành mức ngoại giao giữa hai quốc gia. Chúng ta có thể coi thư ngoại giao là một lời đe dọa rằng tàu cọc muốn đẩy vấn đề này lên thành chuyện nghiêm trọng tàu cộng đang đàm phán với 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Indo để xác lập quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Vùng biển giàu tài nguyên và có nguồn thương mại buôn bán ít nhất là 3.4 ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Các cuộc đàm phán trong khuôn khổ khối ASEAN e đã bắt đầu lại năm nay sau khi bị ngưng về đại dịch cấm tàu. Thái độ ngày càng hung hăng của tàu ở Biển Đông đã làm giấy lên lo ngại ở Jakarta. Trong tranh chấp Biển Đông, Indo được coi là một quốc gia hòa giải và chưa bao giờ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bất cứ khu vực nào theo luật biển Liên Hợp Quốc. Indo tin rằng ranh giới lãnh hải của nước này đã được luật quốc tế quy định rõ ràng. Indo không cần phải sợ. Chuyên gia hàng hải quốc tế từ Đại học Indo, ông Ari Afihansia, đánh giá việc tàu cộng gửi thư ngoại giao cho thấy thái độ hung hăng của nước này đối với các tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Natuna. Tuy nhiên, ông cho rằng chính phủ Indo không cần phải có phản ứng. Chưa nói đến chuyện đàm phán với tàu hay đưa tranh chấp ra tòa quốc tế, Indo không cần phải sợ vì Indo đã tuân theo hành lang pháp lý quốc tế được nhiều quốc gia công nhận. Vì vậy, Indo có thể đứng trên cơ sở của UNCLOS, ông Afian Siad giải thích. Quan điểm này cũng được một nhà quan sát quan hệ quốc tế, ông Aisha Kusama Sumatri đồng tình. Theo ông, nếu chính phủ Độ đàm phán với Tàu, họ sẽ làm tranh chấp thêm căng thẳng. Và mặc dù Tàu Cộng là đối tác thương mại quan trọng và nguồn đầu tư lớn nhất của Indo, điều này không có nghĩa là Indo ở vị trí bất bình đẳng. Đó là lý do vì sao Tàu Cộng muốn duy trì quan hệ kinh tế. Indo hiểu rằng Tàu Cộng là một cương quốc đang lên, và Indo có thể thu được nhiều lợi ích kinh tế từ quan hệ thương mại với Tàu. Ông Aisha Kusumashumatri bình luận.